Xin chào tất cả anh em. Trong cái đợt hàng này thì có rất là nhiều đồ và có một số cái đồ của lính Đức đấy. Nên là em sẽ giới thiệu luôn cho anh em luôn. Thì như anh em có thể thấy, đầu tiên đây chính là một chiếc đèn pin của lính Đức đấy, một chiếc đèn pin dã chiến, và bây giờ nó vẫn đang sử dụng bình thường. Thứ nhất là anh em có thể thấy là ở đây là nó có một cái đèn này, như được giới thiệu thì là nó sẽ được sử dụng để ăn cơm đấy. Chúng ta sẽ bật lên khi mà các anh lính ở trong cái chỗ đi chiến dịch ấy, thì là sẽ bật này lên để ăn cơm đấy. Ở đây nó có cả cái thương hiệu của nó này, anh em nào biết tiếng Đức thì sẽ biết được cái thương hiệu nó này. Con này nó từ 1972 đấy, rất là lâu rồi đấy. Và cái nước sơn nó cực kỳ đẹp nhé, rất là đẹp đấy. Và điều đặc biệt nữa là anh em có thể thấy phía đằng sau này nó có một cái đèn chiếu xa nữa. Đấy, vẫn sử dụng được luôn. Chúng ta gạt qua bên này. Đây, chúng ta gạt qua bên này. Đó, đấy, thì là lúc này cái bóng của nó cháy lên rồi. Đó, thì là buổi tối chúng ta sẽ soi đây. Ví dụ như em soi đây, đấy, nó giống như mấy cái đèn pin ngày xưa. Nhưng mà cái này là của Đức, rất là đẹp. Đấy, chúng ta gạt vào giữa thì là nó sẽ tắt. Đấy, xinh không? Phải nói là rất là hiếm. Cái món đồ thứ hai nữa của các anh lính Đức đấy chính là chiếc bình tông đấy. Chiếc bình tông này thì như anh em thấy thì nó cũng giống như những cái bình tông của Mỹ ấy, mà ngày xưa hay sử dụng đấy. Thì con này ngoài cái bình tông ra thì là cái phía sau của nó, như đây để em quay đấy, chúng ta có thể tháo ra, và phía sau này nó có một cái có một cái mềm ăn cơm này. Đó, anh em có thể thấy không? Đấy, rất là đẹp. Phía sau này nó có cái hiệu nữa. Đấy, tất cả nó đều được làm bằng nhôm hết nha, trắng bóc luôn. Phía trên này thì nó là cái núm nút của cái bình tông này. Đó, cái này thì chúng ta sẽ dốc ra uống. Đấy, còn đâu khi nào mà mình chế nước vào thì chúng ta bỏ cái này ra. Đó, có cả son ở trong, rất là chắc chắn. Đấy, đấy anh em có thể thấy là trắng tinh luôn, rất là đẹp. Này, chúng ta có thể tháo cái này ra cũng được, bật nó lên. Đấy, đấy. Tiếp đến là một chiếc một cái đôi giày này, như anh em nhìn qua thì là sẽ thấy nó giống như những cái đôi giày doctor bây giờ ấy. Nhưng mà nó không phải, đôi này thì là nó là của lính Đức đi. Tất cả nó đều được làm bằng da hết, da 100% luôn, từ trong ra ngoài, rất là đẹp. Đôi này thì nó size là 270, size châu Âu thì nó cũng tương đương khoảng độ tầm 41-42 ở Việt Nam ấy. Anh em nào đây, trên này nó còn có là mã số. Đấy, anh em có thể thấy ở đây nó có chữ Medgen, rồi là size 270. Đấy, đây là size châu Âu, rất là đẹp. Nói chung là đôi này mới tinh. Đôi này mà mấy anh em mà đi kèm theo với cả mấy cái bộ đồ châu Âu cái này kia thì mấy đồ lính thì thôi rồi. Đấy, anh em có thể thấy là nó có những cái chữ khắc ở phía trên này luôn này. Đấy, rất là đẹp. Nói chung là ba món đồ này thì sẽ bán với nhau, nói chung là rất là hiếm. Đôi giày rồi mấy cái đồ này rất là hiếm, không phải lúc nào cũng có, mà được rất là nhiều anh em yêu đồ lính yêu thích. Rồi, cảm ơn tất cả anh em nhé.